Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio. Vì sao iPhone lại bán chạy hơn các flagship Android khác? Theo báo cáo của Counterpoint Research vừa công bố danh sách 10 chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới, trong đó thì có iPhone 13 đứng đầu danh sách này. Trên thực tế thì không chỉ năm 2022 vừa qua mà những năm trở lại đây thì Apple luôn được săn đón như là iPhone X, iPhone 11 hay là iPhone 12 series, vân vân. Vậy thì vì sao iPhone lại được bán chạy hơn các flagship Android cũ thì các bạn hãy theo dõi video này của NT Studio nhé. Các mẫu iPhone được bán chạy nhất thị trường tại thị trường Mỹ nha. Còn link thì mình sẽ để ở phần mô tả của video. Lý do đầu tiên thì ở những video trước mình cũng đã nói rằng Apple có một chiến lược bán hàng cực kỳ là thông minh. Mỗi năm thì chỉ ra mắt khoảng 4 đến 5 sản phẩm mà thôi, không quá nhiều như các sản phẩm của Android. Đặc biệt là những mẫu iPhone khi được ra mắt thì đều thuộc vào phân khúc cao cấp hết. Và nếu như bán điện thoại tầm trung thì Apple sẽ chọn bán ra những chiếc điện thoại cũ đã ra đời trước đó. Đây cũng là lý do khiến cho iPhone phủ kiến thị trường hiện nay, kể cả những sản phẩm mới ra mắt hoặc là những chiếc điện thoại đã cũ. Chúng ta cũng thấy được rằng là dòng iPhone X series vẫn đang được rất nhiều người dùng quan tâm cũng như là lựa chọn mua ở thời điểm hiện tại này. Và lý do thứ hai đó chính là hệ sinh thái của Apple. Thật sự là khi các bạn bước chân vào hệ sinh thái của Apple rồi thì các bạn khó có thể mà thoát ra được, cũng như là các bạn cũng không thể nào mà thay đổi một cái hệ sinh thái khác được. Apple luôn chủ động dễ dàng tối ưu hay là tinh chỉnh thiết kế ứng dụng của họ một cách ổn định nhất và mượt mà nhất. Về RAM thì Apple không hề tăng dung lượng RAM lên giống như những chiếc máy Android khác, nhưng mà RAM của Apple tạo ra nó hoàn toàn khác với Android. Thêm vào đó là mối liên kết hệ sinh thái các bạn cũng không thể bỏ qua. Dùng iPhone thì các bạn có thể chia sẻ tin nhắn, file hay là một thông tin nào đó vào hệ sinh thái thông qua AirDrop. Các thiết bị AirPods có thể được nghe và tùy chỉnh trên rất nhiều thiết bị khác nhau, từ iPad, MacBook cho đến cả Apple TV, vân vân. Và một điều nữa đó chính là iPhone sử dụng hệ điều hành iOS, một hệ điều hành chỉ dành riêng cho iPhone mà thôi. Lý do thứ ba đó chính là iPhone X bị mất giá cũng như là dễ dàng sửa chữa. Điều này thì mình nghĩ là ai cũng đã biết. Tại vì ở thời điểm hiện tại các bạn có thể dễ dàng thay pin hoặc là thay màn hình những chiếc iPhone của mình cho là đời mới hoặc là đời cũ đi chăng nữa. Mà ngược lại thì đối với Android, việc thay thế linh kiện cho sản phẩm này nó cực kỳ là khó khăn hoặc là rất ít. Đây cũng là lý do khiến cho chiếc iPhone ít bị mất giá hơn so với những điện thoại Android khác. Điển hình như là iPhone 11 series giá hiện tại cũng đang dao động từ 7 đến 11 triệu và những dòng iPhone cũ hơn như là iPhone 8 hay iPhone X series chẳng hạn cũng đã dao động từ 3 đến 5-6 triệu đồng rồi. Và một lý do nữa là iPhone chỉ có một mà thôi, được sản xuất từ một nhà máy mẹ, cho nên là việc tìm kiếm phụ kiện cho những chiếc iPhone của mình cực kỳ là dễ dàng. Ngược lại thì Android không như thế, quá đa dạng, quá phong phú, cho nên các bạn lựa chọn phụ kiện cũng sẽ khó khăn hơn một chút. Cuối cùng thì không có gì khác ngoài sức hút chính logo quả táo cắn dở của nhà Apple. Như mình đã nói thì Apple là một cái gì đó rất riêng trên thị trường công nghệ hiện nay. Và cái sự thu hút người dùng không chỉ là về hiệu năng hay là thiết kế đẹp của một chiếc iPhone, mà đơn giản nó chính là iPhone mà thôi. Những lý do ở trên chắc hẳn đã thuyết phục phần nào chúng ta về việc iPhone bán chạy hơn những dòng Android khác. Và chúng ta cũng không thể phủ nhận được rằng khi cầm chiếc iPhone trên tay, nó cực kỳ tự tin và sang trọng hơn. Một điều quan trọng hơn đó là chúng ta sẽ không cần phải bận tâm về việc chiếc iPhone của chúng ta bị mất giá, xuống cấp nhanh hay là khó tìm nơi để thay thế linh kiện. Ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy comment xuống dưới video này cho mình biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like, một subscribe cho NT Studio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.